cho các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, tiếp tục liên quan tới vụ án tư tu Hồ Duy Hải, xin cung cấp cho các bạn một số thông tin, một số băn khoăn xung quanh vụ án Hồ Duy Hải. Luật sư đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đã cho rằng, quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về vụ Hồ Duy Hải đã đang gây ra sự lo ngại rộng rãi trong công luận. Phóng viên: Thưa ông, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã biểu quyết, 17 trên 17 vị thẩm phán đã thống nhất vụ án Hồ Duy Hải đã có những sai sót về tố tụng, nhưng những sai sót đó không thay đổi bản chất vụ án. Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa: Theo tôi, trong một vụ án, nhất là vụ án phức tạp, phải có chứng cứ đầy đủ, gián tiếp và trực tiếp, không tranh cãi được, hay theo luật hình sự nhiều nước là không còn một chút nghi ngờ hợp lý nào, thì mới kết luận được bản chất của vụ án. Bản chất của vụ án không thể có trước chứng cứ, tồn tại ngoài chứng cứ. Nếu chứng cứ vừa thiếu, vừa yếu, vừa sai, thể hiện qua quyết định kháng nghị của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao và ý kiến của Ủy ban Tư pháp thì phải tìm hiểu để làm rõ bản chất vụ án là thế nào. Nếu tuân theo nguyên tắc suy đoán vô tội mà cơ quan tố tụng chuyển thành suy đoán có tội là vi hiến. Chứng cứ gián tiếp thực ra không tồn tại trong Bộ Luật Tố tụng Hình sự Điều 86 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015 đã quy định. Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do bộ luật này quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, có những khi không được có những nguồn chứng cứ trực tiếp, cơ quan điều tra và công tố phải tìm hiểu và tái hiện sự thật từ những nguồn chứng cứ gián tiếp liên quan đến hành vi tội phạm. Từ những nguồn chứng cứ gián tiếp ấy, điều tra viên, công tố viên phải đúc kết được những chứng cứ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn về chứng cứ quy định tại Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Nếu chứng cứ của công tố viên, bảo vệ, cáo trạng không đáp ứng được những tiêu chí, tiêu chuẩn quy định thì không thể buộc tội. Đó là chưa kể đối với án tử hình dựa vào chứng cứ gián tiếp rất nguy hiểm. Nếu sai thì không sửa được nữa. Các vụ án oan điển hình như vụ Nguyễn Thanh Trấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, bảy thanh niên huyện Trần Đề, Sóc Trăng đều thiếu và yếu chứng cứ nên buộc tội dựa vào những lời nhận tội của bị cáo, sau đó đều xác định là oan. Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã biểu quyết và cho rằng quyết định của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải đang có hiệu lực nên quyết định kháng nghị của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao là không đúng pháp luật. Ý kiến của ông ra sao về việc này? Trước hết, việc kháng nghị là nhiệm vụ và quyền hạn thuộc chức năng hiến định của Viện Kiểm soát, là thực hành quyết định quyết quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp Điều 107 Hiến pháp năm 2013 và các Điều 234 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân 2014. Tòa án Nhân dân tối cao với thẩm quyền xét xử của mình thì vẫn phải chịu sự kiểm soát của tư pháp Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, và xin lưu ý rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao là do Quốc hội bầu ra, tương tự như chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Các chức năng, quyền nhiệm, nhiệm vụ trên là nhằm thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp, kiểm soát giữa cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Quy định tại Điều 2 Hiến pháp 2013, điều này cũng là thực hiện nghị quyết của Đảng về việc chống lạm dụng quyền lực. Vậy theo ông, việc kháng nghị này có trái với quy định của pháp luật? Theo tôi, quyết định kháng nghị này là không sai về thủ tục. Nếu Chủ tịch nước có đơn chấp nhận xin ân xá của tử tù thì quyết định đó cũng không có nghĩa là bản án tử hình là sai, mà theo tôi hiểu để có thời gian xem xét lại án tử hình của một con người. Đây là hành động nhân đạo của nguyên thủ quốc gia khi xét đơn của tử tù. Việc xét đơn này không ảnh hưởng đến tính đúng sai của bản chất. Cũng không có quy định khi Chủ tịch nước bác đơn hay chấp nhận đơn thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ không được phép kháng nghị nếu thấy cần thiết, vì theo luật kháng nghị là quyền của các cơ quan ấy. Vì vậy, tại khoản 2 Điều 379 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, cả trong trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. Do đó, theo Điều 379, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có quyền quyết định kháng nghị, thay thế quyết định không kháng nghị trước đây, kể cả khi người ta đã bị kết án đã chết.
Vậy biểu quyết nghị án công khai bằng cách giơ tay biểu quyết ngay tại phiên giám đốc thẩm có đúng luật không, thưa ông? Theo tôi, việc này là không sai. Điều quan trọng của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có đến 17 vị thẩm phán là để các vị thảo luận, tranh luận để cuối cùng biểu quyết trong thủ tục xét xử giám đốc thẩm. Đây không phải là cuộc họp nội bộ của ngành tòa án mà là phiên xét xử giám đốc thẩm công khai. Tại phiên xét xử này, mỗi vị thẩm phán không ở vị trí của một cán bộ của ngành tòa án mà là thành viên của một tổ chức tư pháp cao nhất, nhân danh công lý, nhân danh hiến pháp và luật pháp của nhà nước. Ở nhiều quốc gia, kết quả biểu quyết trong hội đồng xét xử, hội đồng thẩm phán không đạt được 100% là chuyện bình thường, bởi sinh ra các hội đồng này là để tạo điều kiện thảo luận, tranh luận những ý kiến khác biệt, từ đó tìm ra chân lý và sự thật khách quan. Thành phần của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao gồm những vị có học vị rất cao và có thâm niên rất lâu trong nghề. Với những vụ án như thế này thì các ý kiến tranh luận là có thể hiểu được. Tôi rất muốn được đọc biên bản ý kiến thảo luận, tranh luận của quý vị này để học hỏi thêm. Và nếu Quốc hội có giám sát tối cao thì đây cũng là cơ sở để mở rộng đường để xem xét. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những tin tức mới nhất về vụ án Hồ Duy Hải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.